tiếp theo tập trước khi vô lượng xích hấp thu thần đạo la chính ngạc nhiên đợi đã ta nhớ vô lượng xích này vừa đúng có ba nghìn khắc độ chớp mắt vừa rồi một khắc độ đã nạp vào trong tử khí thần đạo lẽ nào vô lượng xích chính là dùng để dung nạp ba nghìn thần đạo mấy tên bên này bắt đầu bàn tán với nhau la thiên hành được tử khí thần đạo chấp nhận rồi không thể nào hắn có lẽ chưa từng có tử cực âm thể đúng vậy tiểu tử này rốt cuộc có bí mật gì một tên quản sự lo lắng hỏi hàm mạnh làm thế nào phải tuyên bố la thiên hành đạt rồi sao hàm mạnh trầm ngâm một lúc rồi nói hắn đúng là đạt rồi nhưng từ khí thần đạo theo lý mà nói căn bản không thể tu luyện hơn nữa tuy nói trong thần vực võ giả có tử cực âm thể số lượng không ít nhưng người thật sự có thiên phú để tu luyện đạo này thì không nhiều hơn nữa còn chỉ là nữ tử theo quy tắc của hàm thiên phủ một khi chứng thần võ giả được đạo bia của từ khí thần đạo chấp nhận đều sẽ không vào hàm thiên phủ mà là phải cho á thánh hàm cửu di của hàm gia địa vị của cô ta ở hàm gia chỉ kém thánh hoàng thôi quản sự lại nhắc nhở không thể cho hàm cửu di được nếu không hàm thiên phủ chúng ta sẽ không có công lao đề cử vào phủ đảo chuyện này phải giấu đi hà mạnh cũng tán thành ừm xem tiếp xem tiểu tử này có động tĩnh gì khác không mấy tên khác cũng bắt đầu tỏ ra khó hiểu ấy sao vẫn chưa tuyên bố la thiên hành được tử khí thần đạo chấp nhận có lẽ họ vẫn đang xác nhận chuyện này quá kỳ lạ la chính đi đến một cái bia cát nhìn thấy lửa trên đạo bia này cháy lên mạnh mẽ hắn liền nghĩ xô hỏa thần đạo xô hỏa thần đạo này là khởi nguồn của thiên hạ dị hỏa nghe nói có thể dựa vào nó để lĩnh ngộ các loại dị hỏa kỳ diệu ta cũng thử xem tên hàm hiên nhìn thấy la chính đi lên lại nghĩ lẽ nào tên này muốn đạo bia thứ hai chấp nhận theo lý mà nói chỉ cần được một đạo bia chấp nhận là có tư cách vào hàm thiên phủ rồi nhưng được đạo bia thứ hai chấp nhận là cực kỳ ít trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện bốn lần la chính nhìn ngọn lửa từ trong đó bỗng nhiên hình thành những con chim đám chim chóc này cứ thế lao về phía la chính một vòng sáng vàng lại hiện ra trước người la chính đám chim lập tức tan biến hóa thành những đốm sáng nhỏ những đốm sáng nhỏ này bị cái gì đó hút vào hóa ra là vô lượng xích vô lượng xích nhanh chóng hấp thu hết những chấm sáng tạo thành một điểm kết tinh hội tụ lại và tỏa sáng điểm sáng này di chuyển đến vị trí trung tâm của vô lượng xích rồi dừng lại la chính cũng hiểu ra khắc độ này có lẽ chính là vị trí mà vô lượng xích để lại cho xô hỏa thần đạo quả nhiên ba nghìn khắc độ đối ứng với ba nghìn thần đạo thậm chí vị trí của mỗi một thần đạo đều sớm đã sắp xếp xong rồi ngọn lửa trên đạo bia bùng cháy mạnh mẽ hơn nữa la chính nhận định xô hỏa thần đạo là hỏa chi nguyên tuyền tất cả hỏa hệ pháp tắc đều là diễn hóa ra từ xô hỏa tổng cộng có bốn tầng tầng một là không hỏa tầng hai là tạo hỏa tầng ba là hỏa sinh vạn linh tinh tầng 4 là hóa vật, điểm sáng bên này lóe lên, sau đó vụt tắt, trên vô lượng xích hiện ra thêm một chấm vàng, La Chính vui vẻ thầm nghĩ, thành công rồi, như vậy, có lẽ ta có thể nắm giữ 3000 thần đạo rồi, có điều ta vẫn chưa nhìn thấy đạo bia thật sự, đạo bia ở đây cũng không phải là hoàn hảo, muốn tích tụ đủ 3000 thần đạo cũng không dễ gì, từ từ mà làm. Đạo bia xô hỏa thần đạo lúc này bỗng nhiên chiếu thẳng lên trời, đám đông lại nháo nhào bàn tán, chuyện gì vậy? La Thiên Hành được đạo bia thứ hai chấp nhận rồi, ai, nằm mơ cũng muốn được một đạo bia chấp nhận, khổ sở lĩnh ngộ mà không được nhập môn tiểu tử này sao làm đơn giản như uống nước lã vậy tiếng thông báo phát ra mông sơn thôn la thiên hành được xô hỏa thần đạo chấp nhận hàm mạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ai thiên tài này cuối cùng cũng thuộc về hàm thiên phủ ta rồi la chính bước ra mọi con mắt đều đổ dồn về hắn hàm hiên thầm nghĩ không phải chứ tên này căn bản không hề lựa chọn bắt đầu từ tử khí thần đạo nhìn từ đạo bia này sang đạo bia kia mà vẫn tiếp tục lĩnh ngộ đạo bia khác nếu hắn được đạo bia của huyền võ thần đạo thứ ba chấp nhận thì ta tâm phục khẩu phục rồi một lát sau một đạo bia nữa lại chiếu lên trời mấy tên khác đần mặt ra nói với nhau kỳ quái tên này không thể nói là thiên tài được là quái vật mới đúng quản sự tỏ vẻ lo lắng hỏi hàm mạnh hắn không hề có ý định dừng lại đã sờ đến thần đạo thứ tư rồi có cản lại không như vậy khoa trương quá hàm mạnh từ chối không cần ta định cứ để hắn như vậy xem xem hắn rốt cuộc có thể được bao nhiêu đạo bia chấp nhận có điều sau đó ta sẽ không công bố nữa quản sự ngoan ngoãn nghe lời vâng chuyển cảnh bảy ngày sau hàm mạnh thông báo ta tuyên bố Hàm Thiên phủ đại khảo chính thức kết thúc. Năm nay trong 10 vạn chứng thần võ giả có 67 người được đạo bia chấp nhận. Những chứng thần võ giả đã thành công này hãy di chuyển đến hậu viện. La Chính thở dài, "Ai, mấy ngày nay linh hồn thực sự rất mệt." Cực ác lão nhân cũng tán thành, "Đương nhiên rồi, ngươi trong khoảng thời gian ngắn thu nạp nhiều đạo ẩn như vậy, linh hồn đương nhiên tiêu hao rất lớn, ta truyền thụ cho ngươi một bộ hồi hồn chi pháp, ngươi tìm một nơi hồi phục chút đi." La Chính đồng ý, thế là hắn chọn cho mình một tảng đá bên bờ suối, hắn cứ ngồi ở đó mà tu dưỡng hồn phách. Một thời gian sau, La Chính thở hắt ra, "Phu, cuối cùng cũng bình thường lại rồi, lần này ta tổng cộng đã nạp vào 260 thần đạo, thu nạp tất cả đạo ẩn trong đạo bia của bọn họ." Cực Ác lão nhân cũng cảm thán, "Cây thức này của ngươi đúng là một vật vô lý, ta tung hoành nhiều năm trong thần vực, trước giờ chưa từng nghe nói đến loại thần vật này, cho dù là nhất phẩm hồng mông chí bảo, cũng không có năng lực như vậy, nạp 3000 thần đạo, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì chứ?" La Chính lại cười xòa, "Ha ha, ta cũng không biết, ta muốn thử vận dụng xem thế nào." Thế là hắn đưa tay ra, một ngọn lửa màu tím sáng lên, trong tử khí có thể phân hóa tuyến đường lúc ẩn lúc hiện mà đại tử khí thuật bản thân cũng thuộc về thể hiện của quy tắc theo các cách khác nhau liệt kê và tổ hợp lại thì có thể sáng tạo ra trận liệt huyền diệu chẳng trách khê ấu cầm có thể khống chế lục thần kiếm trận lúc này ngọn lửa màu tím đã hóa thành một con chim à không là con gì có cánh chứ éo phải chim tạo ra một con rồi lại hai con la chính cứ thế nghịch nghịch con chim này hắn vui vẻ reo lên không tồi ta thử tiếp huyền vũ thần đạo la chính đưa hai tay ra trước một cái kết giới hiện ra hắn ngơ ngác hỏi đây là cái gì cực ác lão nhân trả lời đây là hộ thể thần thông trong huyền vũ thần đạo đột nhiên có một lão già đi đến và nói la thiên hành phủ chủ có lời mời la chính có chút ngạc nhiên sau đó liền nghĩ phủ chủ nhanh vậy đã tìm gặp riêng ta rồi không biết là chuyện gì đây chuyển cảnh hàm thiên phủ chủ các bên cạnh hàm mạnh đã có hai tên đứng bên cạnh đầu tiên là hàm thân mạch chủ hàm gia chi mạch thứ 9. tiếp đó là hàm vũ mạch chủ hàm gia chi mạch 12. hàm thân lên tiếng tin tức kính thành bên nó đã xác định không sai rồi la thiên hành lai lịch khá đáng nghi hắn luôn nói bản thân đến từ mông sơn thôn nhưng thời gian ở đó chưa đến nửa năm thậm chí tham gia vào xung đột với cực ác lão nhân và nhật nguyệt trại hàm vũ cũng tán đồng ta cảm thấy hắn rất đáng nghi thần dân của mông sơn thôn cũng không biết lai lịch của hắn tiểu tử này có thể là cố ý giấu thân phận của mình trà trộn vào hàm gia chúng ta sợ là có âm mưu không nhỏ dù sao những người khác nhận vào hàm thiên phủ bối cảnh đều rất rõ ràng hàm mạnh làm một hớp trà rồi nói cho dù có bao nhiêu âm mưu có lẽ là thiên hành là thiên tài của phù đảo hào môn nào đó thả ra ngoài thì sao Hàm Vũ lại hỏi, bây giờ còn có phù đảo hào môn chịu thả ra ngoài sao? Kể cả thật sự như vậy, nhà bên đó sẽ đồng ý nhận hắn à? Hàm Mạnh hỏi lại, hai vị đã nghĩ như vậy, hai người nghĩ nên xử lý La Thiên Hành thế nào? Đuổi hắn khỏi Hàm Thiên Phủ, hai tên kia đưa mắt nhìn nhau, Hàm Mạnh lạnh nhạt nói, chỉ cần hai vị gật đầu cùng với Hàm Đạo Chi Đại Nhân gật đầu, ta sẽ không có chút do so dự nào, hai vị chỉ là muốn Hàm Mạnh ta gánh cái trách nhiệm này mà thôi, các ngươi muốn đề xuất La Thiên Hành cho bản gia, không sợ La Thiên Hành lai lịch có vấn đề về sau xảy ra chuyện không muốn bị liên lụy đã vậy ta gánh trách nhiệm này cũng không gì là không thể hàm vũ lại nói lời này của hàm mạnh huynh xa cách rồi hàm gia chi mạch chúng ta trước giờ đều là cùng tiến lui sao có thể để hàm mạnh huynh một mình đảm nhận được hàm thân cũng xác nhận đúng vậy lát nữa hỏi kỹ là thiên hành là được có lẽ không phải như chúng ta nghĩ thì sao dù sao trong thần vực thiên tài hiếm có có lẽ là cũng có lai lịch gì đó hàm mạnh im lặng không nói gì lúc này hạ nhân thông báo la thiên hành đến hàm mạnh khoát tay nói thiên hành mời ngồi bên này La Chính tỏ ra ngạc nhiên hỏi, không biết phủ chủ triệu kiến là vì chuyện gì? Hàm Mạnh liền đáp, không giấu gì đệ tử Hàm Thiên phủ ta chiêu mộ, đều đối đãi như người thân, nhưng quy tắc tổ thượng để lại, bối cảnh của mỗi đệ tử đều phải được điều tra rõ ràng, nhưng từ những thứ tìm hiểu được từ Mông Sơn thôn, hình như những lời ngươi nói không đúng lắm. La Chính xác nhận, ta quả thực không phải người Mông Sơn thôn. Hàm Mạnh lại hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là nhân sĩ phương nào? La Chính cúi đầu, trầm mặc một chút rồi đáp, xin lỗi, ta không thể nói. Hàm Vũ lạnh giọng nói, hàm thiên phủ ta không nhận người lai lịch bất minh hy vọng ngươi trân trọng cơ hội này la chính trở nên kiên định nếu thật sự là vậy vậy rất tiếc có lẽ ta đành phải lựa chọn rời hàm thiên phủ bởi vì hắn nghĩ ta không thể bạo lộ thân phận của mình cho hàm thiên phủ nếu đường này không đi được thì nghĩ cách khác hàm mạnh nghe xong lập tức trở nên khó xử đây đột nhiên từ trên bầu trời có người bay xuống la chính nhìn tên này thì nghĩ người này có thể phi hành trong thần vực lẽ nào hắn là thượng vị chân thần tên vừa đến là hàm đạo chi tộc trưởng hàm gia chi mạch vừa thấy tên này đi vào cả ba tên đều cung kính hành lễ tham kiến tộc trưởng đại nhân hàm đạo chi bước ngang qua la chính hắn đột nhiên tỏ ra ngạc nhiên hửm cái áo mà ngươi mặc không biết là trí bảo đẳng cấp nào vừa nói hắn vừa xuất thủ đánh la chính la chính như người tránh né nhưng kình phong vẫn tác động lên trên ngực áo hàm mạnh cũng có chút bất ngờ không ngờ trên người tiểu tử này lại có trí bảo như vậy hàm đạo chi đại nhân thân là thượng vị chân thần cho dù cào nhẹ một cái sẽ chớp mắt mọi ngay nội tạng của chúng thần võ giả bình thường la chính lộn mấy vòng trên không lùi ra xa rồi hỏi đây là ý gì La Chính lại nghĩ, kẻ này có thể coi thường quy tắc không được ra tay của Lục Nhâm Thần Thành, hay là nơi Hàm Thiên phủ, không nằm trong quy tắc Lục Nhâm Thần Thành thạch bản. Hàm Đạo Chi nhìn vào bàn tay mình rồi tỏ ra ngạc nhiên và nói, không có gì, chỉ là muốn thăm dò chút tiểu tử ngươi thôi, phản ứng không tồi. Tên này ngửa cổ hút một hơi, rồi cứ thế hùng hục như châu húc mà lao tới, hắn liên tiếp vung chảo đánh ra, nhưng mà La Chính vẫn tránh né được hết. Hắn ngạc nhiên, hừm, thân pháp đẳng cấp rất cao, không phải chứng thần võ giả bình thường có được, bình thường đến hàm mạnh bọn họ, cũng không thể dễ dàng tránh né được. La Chính vừa né vừa nghĩ, tiền bối, La Mỗ đã thông qua Hàm Thiên phủ đại khảo, bây giờ còn thăm dò có hơi. Hàm Đạo Chi lại cười nhạt, thân pháp hay, thú vị, thế là hắn lại vung chảo lên cào vào mặt La Chính. La Chính thấy chảo của tên này sắp cào vào mặt mình, sợ bị bệnh dại nên La Chính đã dùng bát khúc phi yên để tránh né. Hàm Đạo Chi cũng tỏ ra nghiêm túc, hắn nhanh chóng vòng về sau La Chính, vung chảo cào tới nhưng đã biến chiêu thành nắm cổ áo La Chính. Sau đó, hắn dùng lực ném La Chính bay vút ra ngoài. La Chính bị ném một phát từ trong nhà, bay thẳng lên trời, một lúc sau mới dừng lại được. La Chính cảm thán, sức mạnh lớn quá, sau đó cũng ổn định thân hình, Hàm Mạnh nhắc nhở Hàm Đạo Chi, tộc trưởng, nhưng trong lòng lại nghĩ, tộc trưởng thật là đã đến thượng vị chân thần rồi, còn đặc biệt đến chơi đùa với một chứng thần võ giả. La Thiên Hành vốn thái độ cứng rắn, dây vò thế này, có lẽ càng không muốn vào Hàm ra rồi. Nhìn La Chính loạn trọng lùi về sau, Hàm Đạo Chi ngạc nhiên hỏi, vẫn chưa ngã, kha kha, ta không tin. La Chính tức nghiến răng nghĩ, vẫn nữa à, tên này đúng là điên mà, ức hiếp người quá đáng. La Chính đã phóng vút lên, hùng hục chạy qua, Hàm Đạo Chi ngạc nhiên nghĩ, vẫn muốn học chưa thức của ta chút lực khí đó của hắn, thì bỏ đi, nhưng La Chính đã tóm được cổ tay của Hàm Đạo Chi, hắn ngạc nhiên, hửng, ta không thể thoát ra được. La Chính bên này lại nghĩ, cứ tiếp tục bị thăm dò như vậy, không biết ta trụ được đến lúc nào, phải ra tay trước thôi. Thế là hắn phát động, cửu tinh chi lực, bản thân ta có thể chịu đựng được 3 phần rưỡi sức mạnh bản nguyên, dùng thêm khoa thế thần thông giải phóng, 7 phần còn lại, có lẽ sẽ chế ngự được hắn, thế là hai tay la chính sáng lên những ngôi sao hắn dùng sức ném hàm đạo chi ra ầm 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 la chính đã ném được hàm đạo chi đi xa khiến hắn cắm đầu xuống đất nhìn thấy hàm đạo chi nằm chèm bẹp xuống đất lão hói đầu chạy đến hỏi han tộc tộc trưởng người không sao chứ hàm đạo chi trả lời không sao cọ sát với một tiểu tử mà thôi có điều xảy ra chút bất ngờ lão hói thắc mắc tiểu tử tiểu tử nào mà lợi hại vậy hàm ra chúng ta có tiểu tử lợi hại vậy khi nào lẽ nào là tên la thiên hành đó thế là lão hói đưa mắt nhìn qua nhận ra bóng hình quen thuộc ấy thật sự là hắn ba tên hàm mạnh hàm vũ hàm thân chỉ biết cầm nín cực ác lão nhân nhắc nhở kích động quá rồi kích động quá rồi sức mạnh của ngươi đúng là đáng kinh ngạc nhưng nếu thật sự ra tay ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hạ vị chân thần đâu trung vị chân thần có thể dễ dàng giết chết ngươi hàm đạo chi là người nổi tiếng trong thượng vị chân thần đắc tội với hắn thảm lắm đấy la chính lại nói nếu ta tiếp tục nhẫn nhịn tên này sẽ làm thế nào nhỉ hắn làm như vậy chỉ là muốn ép ra cực hạn của ta điều tra ta mà thôi ta nếu làm ra chuyện bất ngờ bọn họ nhất định sẽ không tiếp tục nữa bên này hàm đạo chi đã biến mắt. hàm thân quay sang hỏi hàm mạnh tộc trưởng sẽ xử lý la thiên hành thế nào đây hàm mạnh trả lời sao ta biết được hàm đạo chi bước đến gần la chính hắm trầm ngâm một chút sau đó vỗ vai la chính không tồi tuy không biết ngươi tu ra sức mạnh đó kiểu gì nhưng ta nghĩ các lão quái vật trên phù đảo rất vui khi nhìn thấy tiểu quái vật như ngươi hàm thân ngạc nhiên ấy tộc trưởng hoàn toàn không tức giận la chính thở dài nếu các ngươi vẫn muốn thăm dò ta ta sẽ rút khỏi hàm thiên phủ phù đảo ai ai cũng muốn đi nhưng la mỗ sẽ không phải có mỗi cơ hội này đâu hàm đạo chi tỏ ra tức giận nói tiểu tử hình như vẫn chưa hài lòng ngươi đã ném lão già ta một cú rất đau đấy món nợ này ta không tính với ngươi la chính chỉ tay về hàm mạnh và nói trước đó phủ chủ từng nói hàm thiên phủ không nhận người lai lịch bất minh hàm đạo chỉ ngạc nhiên quay sang nhìn hàm mạnh hàm mạnh tối sầm mặt lại đột nhiên tên hàm đạo chi này bắn liên thanh ai nói ngươi là ngươi lai lịch bất minh ngươi không phải tên la thiên hành sao sinh ở mông sơn thôn ngoài kính thành trường không thành lực lớn vô cùng lại được cao nhân truyền thụ từ nhỏ ăn kỳ vật thiên phú bẩm sinh hàm mạnh vỗ tay tán thưởng tuyệt tuyệt nếu tộc trưởng đại nhân nguyện tạo một thân phận cho la thiên hành vậy thì quá tốt rồi hàm chân lại thắc mắc ngộ nhỡ ta nói là ngộ nhớ ta không phải không tín nhiệm la thiên hành nhưng nếu la thiên hành có âm mưu gì đến lúc đó xảy ra chuyện thì làm thế nào hàm đạo chi hừ lạnh hừ nói không chừng đến lúc đó khó chịu với ta lấy đi chức vị tộc trưởng của ta tiểu tử ngươi có cơ hội bò lên rồi Hàm thân đần mặt ra nói, Tộc trưởng, Hàm Đạo Chi quay sang hỏi La Chính, làm như vậy, ngươi hài lòng chưa? Ngươi thấy ta có ý như vậy rồi, ngươi có thể dạy ta bí quyết tu luyện sức mạnh đó chứ? Khả khả khả. La Chính trả lời, không thể nói được. Hàm Đạo Chi lại kỳ kèo, ta có thể dùng Hàm gia bí điển đổi với ngươi. Hàm mạnh giả bộ ho khan, khụ khụ khụ. Tộc trưởng thật sự ngày càng khó tin cậy rồi. Sau đó mới nói, Tộc trưởng đã tán thành giữ La Thiên Hành lại, không biết chờ năm sau Hàm gia phái người đến, hay là bây giờ đề cử qua đó? Hàm Đạo Chi lại liếc mắt qua lườm một cái năm sau nếu chờ đến năm sau có mà rau cúc vàng cũng nguội hết hai ngày nay người của chi mạch sáu muốn đến thời gian hải bọn họ dựa vào hàm cửu di sốt sáng muốn bẩm báo chuyện của la thiên hành đấy hàm mạnh lo lắng hỏi vậy làm thế nào mới được hàm đạo chi trả lời tốc độ của ta nhanh hơn trước khi đại khảo kết thúc ta sẽ phái người qua tin rằng nhất định đuổi kịp được chi mạch sáu đến lúc đó chúng ta đưa la thiên hành vào phủ đảo hàm cửu di có muốn người thì đi tìm bản gia mà đòi nhìn tộc trưởng nhà mình khoác vai la chính hàm mạnh liền khen ngợi đây vẫn là tộc trưởng anh minh hàm đạo chi nói với la chính vậy ngươi về trước đi có tin tức đến hàm gia phù đảo bọn ta sẽ thông báo cho ngươi la chính đồng ý chuyển cảnh trời đã về chiều la chính đi tìm thiết nham rồi nghĩ thiết nham không thông qua đại khảo đã rời đi rồi ta nên đến hẻm kim tiền tìm muội muội của hắn chuyển cảnh hẻm kim tiền la chính đến sạp hàng của cô bé hôm trước cô bé thấy la chính lại chào mời lần này muốn mua gì ta lại đào được mấy cục bùn nữa đó la chính ngẩn người cái gì sau đó hắn nhìn xuống dưới và nghĩ tiểu cô nương này mạnh dạn thật đấy không ngờ thật sự đào được mấy cục bùn này dưới đất biết trêu ngươi thật đấy những cục bùn này chỉ là bùn bình thường mà thôi la chính nói với cô bé ta không mua đồ ta đến tìm ca ca thiết nham của cô bọn ta quen biết trong đại khảo hắn đồng ý với ta có thể đến thiết ra chơi cô bé ngạc nhiên hỏi ca ca ta sau đó lại nghĩ con người ca ca ta thành thực có lẽ lúc đó đã bảo đưa hắn đến nơi đào bùn cơ hội ta kiếm tiền lại thành công cốc rồi ai sau đó cô bé thò tay vào trong ống tay áo và nói vậy được lát nữa ta đi nói với ca ca và các trưởng bối một câu ngươi theo địa chỉ trên giấy đến tìm bọn ta là được nói xong liền đưa mảnh giấy ra la chính cầm lấy và đồng ý chuyển cảnh thiết ra thôn mọi người ở đây đang đào một cái hố to tổ bố đào đào cho ta bên dưới hố có một tên nói nghỉ ngơi đi đã chúng ta đã đào cả nửa ngày rồi chẳng đào được gì cả thiết ra khoảng thời gian này dốc toàn lực đi đào nếu đào được một miếng thiết nham nhất định tặng cho thiên hành huynh đáng tiếc không đào được gì cả la chính liền nói không sao tìm được chút manh mối đối với la mẫu mà nói là may mắn lắm rồi chúng ta xuống dưới xem sao thiết nham cũng đồng ý ừm thế là hai thằng trượt xuống dưới hố la chính nhìn quanh thiết nham lại hỏi phát hiện ra gì rồi sao la chính trả lời không có thiết lâm nói nhị thúc của cô ấy ban đầu là đào được dưới một cái cây lớn không biết cái cây lớn đó ở đâu thiết nham đưa la chính đến một cái cây to và nói thiết ra khai quật nơi này là đào xung quanh cái cây lớn kia bên kia có lẽ là trung tâm của hố lớn vậy chúng ta qua bên khác của cái cây xem sao la chính đứng dưới gốc cây đột nhiên đan điền của hắn có phản ứng la chính thầm nghĩ hình như là ở đây thiết nham bên này liền gọi thiên hành huynh la chính đặt tay lên một vách đất rồi nói ta có thể phá ra ở đây không thiết nham đồng ý mời thế là la chính không khách sáo nữa lấy đại thiên trọng kiếm ra chơi hắn chém ra một đường vách đất lập tức bị chảy ra một đường sâu hoắm la chính liền nói ta vào trong trước xem tình hình thế nào thiết nham gật đầu như bổ củi được được la chính bước vào bên trong hắn giả mũi kiếm trên mặt đất sau đó lại nghĩ cảm giác thứ đó có lẽ ở bên dưới thế là hắn chống kiếm xuống sau đó dùng lực đâm một nhát xuống bên dưới la chính đánh giá đến tầng sỏi đá rồi những viên đá này rất chắc chắn ta có lẽ phải dùng ba phần sức mạnh bản nguyên mới có thể đào nó ra la chính lại nắm chặt cán kiếm sau đó dùng lực nhấn xuống nghe ầm một cái mặt đất đã nứt toác ra khói bụi trào cha miệng hố la chính vừa khoét ra trên vách đất mấy người thiết gia ngạc nhiên nói tên đó đang đào tầng sỏi đá rồi tầng sỏi đá chắc chắn như vậy kể cả là trung vị chân thần đào cũng vô cùng tốn sức quả nhiên là thiên tài có tư cách vào phủ đào. La Chính lại tiếp tục công việc đào bới, hắn thầm nghĩ, phản ứng của thế giới cơ thể ngày càng mãnh liệt, xem ra còn không xa nữa, vỡ cho ta, tác một tiếng vang lên, lớp đá dày đã bị nứt ra, sau đó, cả người La Chính đã rơi xuống bên dưới, La Chính rơi xuống đất, sau đó nhận định, dưới tầng đã trống không, hình như là một động huyệt lớn, thế là hắn lấy hỏa diễm ra chơi, tạo thành một cây đuốc trên tay, La Chính tiếp tục đi sâu vào bên trong, đột nhiên, hắn phát hiện ra có cái gì đó, từ trên vách đá, có cái gì đó thò ra, sau đó một vật sắc nhọn lao về phía La Chính. La Chính nghiêng người tránh né, mũi lao móc đâm phập xuống đất, hắn tiện tay dùng ngọn lửa thiêu luôn cái sợi lao móc, ở bên kia có một cái hình ngươi đang há miệng nhả ra cái lao móc này, La Chính nhận định, thứ này chính là loại bùn ta trước đó thôn phệ, sợi dây gắn lao móc của con người bùn kia đã bị đốt cháy, bản thân nó cũng bị đốt cháy luôn, sau đó nó quay người bỏ chạy vào trong hố sâu, La Chính cầm đại thiên trọng kiếm dồn lực vào đây, sau đó mạnh mẽ phóng ra, thanh kiếm lao về phía con người bùn, nhưng nó đã nhanh chân chạy mất vào trong hố, La Chính thu hồi trọng kiếm sau đó thò đầu vào hố quan sát thứ đen xì kia đúng là biến mất từ đây trong này không có chỗ trốn lẽ nào nó có thể trốn vào trong đá la chính lại nghĩ thứ này rốt cuộc đi đâu được theo sách trong tàng thư các bề mặt của thần vực thì là bùn đất bình thường dưới bùn đất thì là tầng đá than dưới tầng đá than là tầng đá lửa tầng đá lửa có độ cứng chắc gấp trăm lần so với tầng đá than mà dưới tầng đá lửa là tầng cân thạch đá gân cân thạch rất dẻo dai cũng khó phân tách ra dưới nữa thì là nham thạch màu xanh nguyệt hỏa trà lưu nguyệt hỏa trà lưu này kể cả thành nhân vào trong cũng khó mà thoát được cục bùn này trốn vào tầng đá lửa rồi sao la chính ngự kiếm phi hành rồi nghĩ xem xem trong động huyệt có thứ gì khác không la chính đi sâu vào trong huyệt động hắn thấy hai cái người bùn nằm trong một cái hố một nam một nữ nhìn cái vẻ mặt vá chằng vá đục của hai cái xác này cực ác lão nhân la lên trời ơi đây là thứ quỷ gì vậy la chính thắc mắc trong thần vực có chủng tộc này sao bề ngoài của họ có hơi đặc biệt lão già khẳng định chắc chắn không có đây căn bản không phải sinh linh có lẽ là thạch điêu ai ném vào đây thôi lúc này từ trong mắt của cái hình nhân nữ kia có một vệt đen trào ra, trên đó xuất hiện cái mặt người bằng bùn nhão. La Chính nhận định là cục bùn đó, nó lại đến rồi. La Chính trông thấy, thì phóng vút đi, lập tức dùng đại thiên trọng kiếm bổ xuống, nhưng người bùn kia đã trốn đi mất. La Chính ngẩn người nhìn theo, thấy cục bùn đang bay, hắn tiện tay phóng luôn cây trọng kiếm đâm vào cục bùn. Cục bùn bị trọng kiếm kéo đi, cuối cùng là đâm vào vách đá. La Chính ngẩn người, chạm đến rồi thứ gì mà cứng vậy? La Chính nhìn thấy một làn khói bốc lên, sau đó lại thắc mắc, chuyện này là sao? Lúc mới đến rõ ràng nhìn thấy cục đá đó, cực ác lão nhân nhắc nhở la chính động huyệt này có thay đổi lối vào hình như không thấy đâu nữa rồi la chính cũng thắc mắc lối vào thực sự biến mất rồi la chính đánh giá động huyệt này thật kỳ dị đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của mình đột nhiên có một khối đá đánh tới la chính nhìn qua rồi nói không ổn thế là hắn nghiêng người tránh né sau đó tung người bật lên cao tránh được một đòn thế nhưng lại có một cột đá đánh tới ầm một tiếng cột đá đã ép la chính vào góc thạch động la chính bị ép mỗi lúc một sâu cứ tiếp tục như này không ổn sau đó lại nghĩ thạch trụ hình tròn đó bên dưới nó chắc sẽ không mọc ra cân thạch như gai nhọn chứ la chính cô sức vùng vẫy cuối cùng cũng phá được cột đá sau đó nhảy ra ngoài vung tay chém vào trụ đá hắn nhảy xuống một cái trụ đá khác la chính vừa đứng xuống cơ mà lại có những trụ đá nhỏ trồi lên chẳng mấy chốc đã bao trùm la chính sau đó trụ đá khổng lồ hiện ra nhốt hắn vào bên trong la chính than thở chết tiệt nhưng mỗi lúc trụ đá một dày đặc la chính cũng ngu mẹ nó người ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cực ác lão nhân lại nói ta cũng không biết trong những cấm địa mà lão phu đã từng đi qua cho dù là hồn hoang cấm địa cũng chưa từng gặp phải tình huống như này lúc này bên trong trụ đá cục bùn mặt người kia đã thò mặt ra la chính liền nói miếng bùn đó lại xuất hiện rồi một mảng màu xanh cũng xuất hiện theo mảng này càng ngày càng lan rộng la chính ngẩn người thấy có mấy bóng hình trong bức tường có thứ gì đó ra ngoài những bóng người này mỗi lúc một to ra cực ác lão nhân hoảng hồn lên nói những bóng người đó là gì vậy mà còn không ngừng biến lớn hơn la chính phủ nhận không phải là đang biến lớn hơn là những thứ đó đang đi lại trong bức tường cực ác lão nhân lại nói vẫn nên nghĩ cách thoát ra ngoài đừng chú ý đến miếng bùn đó nữa toàn bộ động huyệt này đều là cái bẫy của nó hung vật này có thể tồn tại ở trong lục nhâm vực hoặc là có thực lực cực mạnh hoặc là không bị thế nhận biết ngươi có khả năng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn la chính kiên định nói miếng bùn này cực kỳ quan trọng với ta đáng để cực một trận hơn nữa nếu như không đánh bại nó chúng ta cũng không ra ngoài được không phải sao la chính vung kiếm lên rồi lầm nhầm kiếm xuất dư ngã dịch thần nhất kiếm chảm một đường kiếm phóng ra cắt đôi cái khối đá đang bao vây la chính sau đó lại bị xẻ ra một đường la chính bước ra ngoài ánh mắt cháy lên ngọn lửa cục bùn lúc này cũng từ trong vách đá lao ra những khối đá cũng đồng loạt phóng ra tất cả đều lao về phía la chính la chính chạy băng băng trên những khối đá những khối đá này vẫn như cũ một lần nữa muốn nhốt la chính lại la chính không ngừng di chuyển hắn tiến mỗi lúc một gần đến thạch đài của cục bùn la chính dẫm chân bật nhảy lên sau đó hắn vung đại thiên trọng kiếm đánh xuống ầm một phát cục bùn đã bị chém ra làm đôi nhưng nó bằng một cách vi diệu nào đó, đã lẩn đi mất vào trong đá. La Chính cảm thán, thứ này quả nhiên có thể xuyên vào cân thạch, có điều, mình cũng thấy được chỗ hiểm của nó rồi. Năm miếng còn lại chỉ là xúc tu, miếng to nhất ở chính giữa, trên bề mặt còn có vật nổi lên, chắc là bộ phận trung tâm nhất của nó. La Chính đâm vào trong cục bùn, đồng thời dùng Đại Thiên Trọng Kiếm hất lên, một vật hình cầu trông như con mắt bay ra ngoài. La Chính thắc mắc, đây là mắt của thứ gì? La Chính nhận định, sau khi mất đi nhãn cầu này, miếng bùn không động đậy nữa. Xem ra nhãn cầu này mới là then chốt liên quan đến thế giới trong cơ thể ta, bắt trước rồi thử xem sao. La Chính thò tay chụp tới nhãn cầu, nhưng một bàn tay bằng đá cũng chụp lấy hắn, bục một tiếng vang lên. La Chính nhận định, tay này hình như không phải là tay của sinh vật sống, mình không hề cảm nhận được bất kỳ một huyết khí nào, phảng phất giống như được khắc đẽo ra từ đá vậy. La Chính cũng tóm được nhãn cầu. Cực Ác lão nhân nhắc nhở, "La Chính, ra rồi, những cánh tay đó đều ra hết rồi." La Chính nhìn qua thì thấy ba cánh tay khổng lồ đã thò ra, nơi này quả thực quá quỷ dị trong động huyệt đều bị chiếm cứ hết rồi bên ngoài mấy tên thiết gia thôn bàn tán với nhau la thiên hành vẫn chưa ra ngoài sao chưa có động tĩnh gì một tên lên tiếng đề nghị vào trong xem sao hy vọng không xảy ra chuyện gì thế là cả bọn kéo nhau vào bên trong khi họ đến cái hố do la chính đảo ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên Hùng, hay lắm tiểu tử đánh xuyên cả tầng sỏi đá rồi nhưng người đi đâu rồi một tên lại nói vừa rồi đường chúng ta xuống cũng không nhìn thấy thông đạo khác hắn chỉ có thể ở bên dưới không thể nào đi nơi khác được một tên khác nhận định các ngươi nhìn trên tảng đá này có vết tích, có lẽ là dùng vật sắc đâm vào mà thành, có lẽ do vũ khí của La Thiên thành tạo thành." Thiết Nham nhận định, cũng chính là nói, bên dưới có lẽ trống không, hắn trước đó là dựa vào vũ khí của mình treo ở đây. Tên kia thắc mắc: "Sao có thể? Theo ý ngươi nói, tầng sỏi đá này có một động huyệt rất cao, hơn nữa động huyệt đó giờ chạy mất rồi." Thiết Nham phân tích, dấu tích ở nơi này nói cho ta như vậy, nhưng mà sao thế được? Nơi này kỳ dị vậy, La Thiên hành sợ là gặp chút phiền phức rồi. Tên kia nghe xong nuốt nước bọt đánh ực một phát sau đó có kẻ gào lên nhị thúc tam thúc chúng ta đục xuống dưới xem la thiên hành có lẽ ở bên dưới hai người kia liền đồng ý được bên này mấy bàn tay đang chơi trò đuổi bắt với la chính la chính thì dùng bát khúc phi yên rồi nói đố anh bắt được em sau đó hắn lại nghĩ động trước đó biến mất rồi ta làm ra một động mới để chạy vậy nghĩ xong hắn vừa tránh né ba cái bàn tay chụp tới rồi vung kiếm lên chém ra một đường vào trong vách đá vách đá lập tức bị xẻ ra một đường la chính chui tọt vào trong la chính phóng vút ra ngoài cơ mà la chính đã nhận ra sự lạ Sao vẫn là đống bùn này vậy? Lúc này, có mấy cái đầu khổng lồ nghe cái hàm răng của mình ra. Mục đích đầu tiên là quảng cáo cho loại kem đánh răng hoặc bàn chải nào đấy. Mục đích tiếp theo là đòi cạp La Chính. La Chính thấy thế lập tức lại chui xuống hố. Cái đầu khổng lồ kia đã cắn hụt. La Chính hoảng hồn, đây lại là thứ gì nữa? Ta rõ ràng là xuống từ bên trên động huyệt này, tại sao trong tầng sỏi đá phía trên lại xuất hiện một động huyệt nữa? Tất cả mọi thứ bây giờ không thể dùng lý thường để suy nghĩ nữa. Cực ác lão nhân nhắc nhở, có thể chạy xuống dưới. La Chính cũng đồng ý, được hắn phóng xuống dưới đồng thời vung kiếm ra sau đó đánh ra một chiêu kiêm xuất vô ngã một đường kiếm mạnh mẽ chém xuống âm một tiếng vang lên mặt đá đã bị đục ra một cái lỗ la chính vui vẻ reo lên cuối cùng cũng bình thường rồi cơ mà cái lỗ đã bị đóng lại la chính rơi xuống đất sau đó thở dài phù được cứu rồi có điều không thể đào mãi xuống dưới được ai mà biết sẽ đào ra cái gì cực ác lão nhân lại phân tích ta cảm thấy cái động đó rõ ràng đang di chuyển trong tầng sỏi đá tuy nó hoạt động thể nào chúng ta không hề biết có điều chúng ta có thể thử đào một thông đạo dài chút nghĩ cách vòng qua nó la chính cũng cho là phải đây cũng là một cách thế là hắn bắt đầu đào bới ầm 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 những tiếng động liên tiếp vang lên bên cạnh một cái hồ nước có mấy nữ nhân đang giặt đồ một cái xoáy nước hiện ra mấy nữ nhân ngẩn người la chính từ trong xoáy nước thò đầu lên hắn vui vẻ reo lên cuối cùng cũng ra ngoài rồi mấy người kia lại hỏi ấy đây không phải là khách lão ra chúng ta mời đến sao sao hắn lại ở đây ta đi nói cho họ một tiếng sau đó la chính cũng quay về nhà của thiết nham lão nhị thúc hỏi la thiên hành ngươi đã đi đâu vậy bọn ta đào theo động mà ngươi xuống dưới chẳng đào được gì cả la chính liền nói ta cũng thấy kỳ lạ ta không biết sao lại không tìm được đường ra chỉ có thể đào một đường dưới hồ không những không đào được gì cả hơn nữa còn vào nhầm ao nước của thiết gia nhị thúc lại gãi đầu gãi tai vậy thật sự xin lỗi lần này khiến ngươi không có thu hoạch gì rồi la chính đáp lại không sao rất cảm ơn chuyện đến đây thôi ta về hàm thiên phủ trước đây thế là hai bên từ biệt nhau hôm nay làm phiền ngươi rồi hẹn gặp lại hẹn gặp lại chuyển cảnh hàn thiên phủ la chính cầm nhãn cầu lên và nói sau khi ta bắt nhãn châu tử này về cục bùn đã mất đi linh tính viên châu này có lẽ là hạch tâm thực sự cực ác lão nhân nhận định đây là một loại linh hồn dung khí trong viên châu này nhất định có linh hồn của sinh linh nào đó phong ấn linh hồn trong viên châu cái này rất ít nghe nói đến ta chỉ biết a phúc trong tiên phủ chính là một hình nộm nhưng linh hồn trong đó đã sống vô số năm lẽ nào linh hồn của hắn cũng bị phong ấn trong dung khí nhãn cầu tự động bay lên la chính tóm lấy rồi nhận định đúng là có một đạo linh hồn trong đó nó còn muốn chạy trốn cực ác lão nhân lại cười khà khà vậy cho thấy linh hồn trong viên châu này vẫn luôn giả chết ngươi có thể dùng thần thức xem tình hình bên trong la chính bắt đầu dò xét bên trong chỉ thấy bên trong có một cái vạc khổng lồ bên dưới là lửa thiêu hắn thắc mắc thứ gì đây bên trong cái vạc có một nữ nhân đang lặn ngụp cái đầu của nữ nhân này thỏ lên la chính nhìn thấy kinh hãi hét lên đây đây là yên nhi la chính nhìn nữ nhân này hắn đần mặt ra một lúc rồi nói không đúng đây không phải muội ấy, tuy dung mạo giống hoàn toàn, nhưng khí chất thì khác. Nữ nhân khẽ mở miệng, a, à, La Chính vội hỏi. Cô nói chuyện được, cô muốn nói gì? Nhưng mà đột nhiên nhãn cầu chấn động, sau đó cô gái kia cũng biến mất. La Chính ngơ ngác hỏi, biến mất rồi, cô ấy rốt cuộc muốn nói gì? La Chính ngồi im không nói lên lời. Cực ác lão nhân liền hỏi, ngươi nhìn thấy gì mà thất thần vậy? La Chính vẫn im lặng không trả lời. Cực ác lão nhân lại nghĩ, La Chính được cố bác nhận làm đệ tử, át hẳn đã nhìn thấy không ít người đại thế diện rồi hắn đã nhìn thấy gì mà thất hồn lạc phách vậy chuyển cảnh sâu trong thần vực nơi một cái vạc dầu sôi sục từ trong đó có một cái đầu người bay lên sau đó từ trên mặt đất đám bùn nhão động đậy dần dần hiện lên thành hình nữ nhân cái đầu từ trên bay xuống lắp ghép vào cái thân hình kia nữ nhân kia nắm lấy mái tóc dài của mình rồi nói thật là tốt xấu gì cũng để ta nói hết đã chứ bên này la chính đần mặt ra rồi nghĩ tinh vĩ từng nói yên nhi dưới sự bảo vệ của vũ thái bạch thiếu nữ này có lẽ không phải yên nhi nhưng sao lại giống yên nhi y như đúc vậy Ngộ nhỡ là muội ấy thì làm thế nào? Còn nữa, cô ấy rốt cuộc muốn nói gì với ta? Không được, ta không được nghĩ nữa, sẽ khiến sinh ra tâm ma. Cô ấy tuyệt đối không phải yên nhi, ta phải tin như vậy. La chính thở hắt ra, sau đó lại nghĩ, về sau có thực lực rồi, sẽ đi thăm dò động huyệt quái gì đó. Bây giờ chờ cục bùn vào hỗn độn chi hải là được rồi. La chính cũng đi vào thức hải. Một lần nữa, cục bùn kia lại tạo thành đám mây. Đám mây lại bị hút vào thần cách bàn. Từ thần cách bàn bắt đầu kết tinh thần cách. Lần này đã là một khối. La chính cảm thán, thần cách lần này ngưng tụ nhiều hơn lần trước nhiều nhưng với thực lực của ta hiện giờ vẫn không đối phó được với sinh vật kỳ quái trong động huyệt chờ sau khi vào phủ đảo nâng cao thực lục rồi tính tiếp chuyển cảnh một tháng sau người tiếp ứng hàm ra bản ra hàm rượu tên này ngồi chiếm trệ trên ghế rồi nói izo các ngươi bảo bản ra phái ta đến là để đề xuất một tiểu tử đến từ thôn làng xa xôi ta nhớ tên hàm dương lần trước các ngươi đề xuất thật sự là một cực phẩm đấy thể hiện sau khi đến phủ đảo ta đến giờ vẫn nhớ không biết tiểu tử đó sống thế nào ở chi nhánh hàm ra các ngươi Hàm Đạo Chi tối sầm mặt lại, còn Hàm Mạnh thì nghĩ, Hàm Dương là con tộc trưởng, từ nhỏ đã rất cố gắng, thiên phú cũng vô cùng ưu tú, trước đó được đề xuất đến phù đảo, kết quả 3 năm sau về thì điên điên khùng khùng, nghe nói là bị bản gia đệ tử ức hiếp, Hàm Đạo Chi liền nói, Dương Nhi vẫn đang tu dưỡng ở trong chi mạch bọn ta, Hàm Diệu cười phá lên, ha ha, vậy thì tốt, hy vọng người lần này chi mạch các ngươi đề xuất, đừng là phế vật như Hàm Dương, Hàm Đạo Chi bật lại, Hàm Dương không phải phế vật, ban đầu chính ông đích thân kiểm tra, nếu hắn là phế vật thì sao qua được cửa ải của ông hàm diệu cười nhạo ha lúc đó coi như ta hỏng mắt lần này xem các ngươi đề cử cái loại gì để ta xem nào hạ nhân lúc này thông báo la thiên thành đến la chính cũng bước vào nhìn thấy la chính bên dưới tên hàm diệu chế diễu tưởng các ngươi đề xuất nhân vật bảo bối gì lại muốn nhét một phế vật vào trong phù đảo à la chính thầm nghĩ xem ra người này chính là người tiếp ứng đưa ta đến phù đảo hắn mở mồm gọi ta là phế vật đúng là oai quá hàm mạnh bên cạnh đằng hắn mấy cái cụ khụ vị la thiên hành này được mấy trăm đạo bia trong hàm thiên phủ khảo hạch chấp nhận đúng là rất phi phàm cho nên bọn ta mới phá lệ đề xuất với bản gia tuyệt đối không phải phế vật gì hàm diệu lại nói vậy thì đã sao mấy trăm đạo bia chấp nhận chỉ là tố tính không tồi mà thôi huống hồ tham thì thâm đấy thiên tài thực sự có tiền đồ chỉ cần tu luyện một thần đạo là đại thành rồi hàm mạnh nhắc nhở la thiên hành có năng lực đó vào phù đảo hay không hãy kiểm tra đi tên hàm diệu nhe răng ra cười đê tiện nói các ngươi đã tự tin như vậy vậy ta không khách sáo nữa nghĩ phù đảo bọn ta dễ vào vậy sao thế là hắn đứng lên nói được vậy để ta xem xem tiểu tử này có bản lĩnh gì lập tức tên này tỏa ra uy áp cực ác lão nhân nhận xét lão đầu này muốn làm gì đường đường thượng vị chân thần mà mượn ngũ hành thần đạo chèn ép ngươi la chính ngươi mau chạy đi la chính lại nghĩ quỷ mới biết họ định làm gì xem thế nào đã tên hàm diệu bắt đầu quảng cáo tiểu tử hàm diệu ta đã tu luyện ngũ hành thần đạo trong 12 thần kỳ nguyên có thể lấy ngũ hành đạo ẩn tự hóa ngũ hành huyễn diệt nếu ngươi kiên trì được trong đó một nén hương coi như người thông qua Nói xong, tên này búng tay một cái, một vòng tròn hiện lên trên đầu La Chính, sau đó, một cỗ uy áp chụp xuống đầu hắn, La Chính cũng ngẩn người, lúc này, các loại vật chất ngũ hành không ngừng hiện ra, kim mộc thủy hỏa thổ cái gì cũng có, La Chính bị đè nén xuống dưới, hắn nhận định, thượng vị chân thần ra tay quả nhiên phi phàm, hắn lấy ngũ hành pháp tắc trong ngũ hành thần đạo, với phương thức tương khắc hai trọi hai tương hỗ huyễn diệt, bạo phát ra huyễn diệt năng lượng cực không ổn định, uy lực cũng tăng gấp bội, mặt đất lúc này như bị nứt vỡ ra, La Chính kêu lên thảm thiết, hàm rượu lạnh nhạt nói: nếu không cản được thì đừng cố quá không đến được phù đảo thì vẫn còn cơ hội khác mà chết ở đây thì đáng tiếc quá hàm đạo chi tức giận quát ngươi hàm mạnh thì tỏ ra lo lắng làm thế nào dùng tự ngọ thần thông của thượng vị chân thần đối phó với một chúng thần võ giả đúng là vô liêm sỉ sau đó hắn liền nhắc nhở la chính la thiên hành khảo hạch như này chính là để làm khó ngươi từ bỏ cũng được năm sau bản ra sẽ lại phái người đến lúc đó ngươi nhất định có thể vào phù đảo la chính vẫn đứng im chịu trận hàm diệu cũng có chút bất ngờ kỳ lạ ta vốn nghĩ hắn không trụ nổi hai đến ba hơi thở không ngờ lại trụ được lâu vậy ta có phải nên sử dụng nhiều thế hơn có điều nếu làm vậy truyền ra ngoài sẽ không hay ho cho lắm tên này lại cười nhạt ha nhưng ngươi cũng chẳng trụ được quá thời gian một nén hương đâu cực ác lão nhưng cũng nhắc nhở từ bỏ đi la chính cùng lắm thì chờ năm sau la chính kiên quyết nói không hắn tiếp tục chịu đựng đầu gối như muốn khuỵu xuống hàm rượu lại cười nham nhở từ bỏ đi tiểu tử huyễn diệt chi lực không phải thứ ngươi có thể cản được ngộ nhỡ xâm nhập vào đầu ngươi tổn hại linh hồn mà chết thì không ai đền được đâu la chính này ra một ý nếu chỉ là duy trì một nén hương thì thật không có tính toán gì nếu lấy về được cho mình dùng thì tốt vô lượng xích có thể thông qua đạo ẩn kích hoạt không biết nó có thể thu nạp thần thông này không có lẽ ta có thể loại bỏ phòng ngự linh hồn để vô lượng xích thử hấp thụ một bộ phận đạo ẩn xem sao cực một phen thế là hắn đứng im để cho đạo ẩn thâm nhập vào trong cực ác lão nhân gào lên này ngươi còn dụ nó vào trong ta không cẩn thận cái là hồn bay phách tán ngươi nghiêm túc đi ta chuồn đây nhìn thấy những đạo ẩn này bao quanh vô lượng xích la chính thấy nó chỉ bay xung quanh chứ không dung nhập vào hắn liền thắc mắc sao không có phản ứng là ta đoán sai sao hay là đạo ẩn tích lũy không đủ lúc này một dòng máu từ trên chán la chính đã bắn ra hàm mạnh hoảng hồn còn hàm đạo chi thì nghĩ là thiên hành đang làm gì vậy loại bỏ phòng ngự linh hồn chủ động để đạo ẩn vào trong não hải đây là đang muốn chết à hắn quay sang nói với tên khốn nạn kia hàm diệu dừng lại đi nếu xảy ra án mạng ta không tha cho ngươi đâu hàm diệu bật lại là bản thân tiểu tử đó. Hàm Đạo Chi nghe xong tối sầm mặt lại quát, bất luận lý do gì, lập tức dừng lại cho ta. Ngay lúc này, hắn cũng phát hiện ra điều bất ngờ. Ừ, chỉ thấy ánh mắt của La Chính có kim quang hiện lên. Hàm mạnh ngẩn người, lại là đôi mắt này. Hắn trước đó ở Hàm Thiên phủ đại khảo cũng đã từng dùng. Điểm mấu chốt hắn được nhiều đạo bia chấp nhận như vậy, chính là đôi mắt này. Vô lượng xích lúc này đã hiện lên kim quang, sau đó bắt đầu dung nhập vào trong. Một tia sáng lóe lên. La Chính lầm nhầm, thiên địa chi tính, nhiều thắng ít, thủy thắng hỏa, cương thắng nhu. Kim thắng Mộc, Tinh thắng Kiên, Hỏa thắng Kim, có thể tương khắc hai đối hai mà Huyền Diệt, vậy thì có thể hai đối hai tương sinh mà viên mãn, như vậy có lẽ có thể phá. La Chính vươn tay ra, một dòng khí từ đó tỏa ra, hắn nắm chặt bàn tay lên, cả thân hình bừng bừng khí thế, Hàm Mạnh ngạc nhiên hỏi: "La Chính là định dùng Ngũ Hành Thần Đạo phá Ngũ Hành Huyền Diệt, hắn suy nghĩ vậy là sai rồi." Hàm Đạo Chi lại nói: "Chắc hẳn, hắn thể hiện như vậy phải có lý do trong đó." Bên này, La Chính lại nghĩ, Ngũ Hành Huyền Diệt tương khắc hai đối hai mới hình thành nên huyễn diệt chi lực mạnh như vậy nếu trước khi ngũ hành chi lực tương khắc để ngũ hành chi lực tương sinh thì không thể sản sinh ra huyền diệt chi lực đó nữa giống như một đạo thủy long trước mặt không ngừng đập vào hỏa điêu đây là thủy hỏa chi khắc nếu muốn phá giải la chính chập hai tay vào làm một sau đó hắn tách hai tay ra một bên là lam sắc một bên là kim sắc la chính nhận định trước khi thủy long và hỏa đều tương khắc ta phóng ra tương sinh chi lực của kim và mộc kim và thủy tương sinh mộc và hỏa tương sinh như vậy huyễn diệt sẽ hóa thành viên mãn tiêu hóa lẫn nhau lập tức không gian được dọn dẹp sạch sẽ la chính vui vẻ reo lên thành rồi hàm rượu hoảng hồn nghĩ tiểu tử này phá giải ngũ hành huyễn dịch của ta rồi không thể nào ta chưa từng truyền thụ đến người thứ hai thì sao phá giải được lẽ nào hắn đã đọc hiểu đạo ẩn của ngũ hành huyền diệt sao mà làm được thế là ánh mắt tên này trở nên sắc bén hắn gào mồm lên ngươi phá đạo ẩn của ta không thể giữ sau đó hắn dùng lôi điện đánh xuống ầm 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 cực ác lão nhân nhắc nhở la chính lão già đó định giết ngươi la chính cũng bất ngờ đây nhưng lúc này lôi điện bao quanh la chính đã bị đánh vỡ tiếp theo là hàm rượu bị đánh lăn ra ngoài la chính cũng ngạc nhiên hàm rượu lồng cồm bò dậy và nói hàm đạo chi ngươi dám ra tay với lão phu la chính liền nghĩ người của hàm gia chi mạch ra tay cho ta rồi hàm đạo chi bật lại có gì mà không dám ngươi tuy thuộc bản gia nhưng cũng chỉ là một phù đảo tiếp ứng thiên tài hàm thiên phủ bọn ta đề xuất là vì lĩnh ngộ được thần thông của ngươi mà bị diệt khẩu chuyện này báo đến bản gia kể cả giết chết ngươi bản gia cũng không làm gì được bọn ta cả hàm diệu chỉ vào la chính và nói người này ta từ chối đưa hắn đến phù đảo năm sau bản gia phái người đến ta sẽ đi cùng chỉ cần ta ở bản gia một ngày tiểu tử này đừng hòng đến phù đảo hàm diệu bật lại tùy ngươi người như tiểu tử này còn sợ không tìm được nơi thuộc về không bằng ngươi nếu muốn bỏ lỡ tiền đồ của bản gia thì tùy ngươi về sau khi la thiên hành phát triển ta chắc chắn đến bản gia cười vào mặt ngươi lúc này có một nữ nhân bay xuống đúng là một nữ nhân tốt bởi vì cô ta có một tâm hồn to lớn cô ta nhẹ nhàng hỏi đều là người một nhà sao lại ra tay với nhau vậy? Người này là Hàm Mộng, người của Tử Hồn Điện, Hàm Đạo Chi liền nói, không ngờ được hôm nay ngươi cũng đến. Hàm Mộng ngạc nhiên hỏi, sao? Không hoan nghênh ta. Hàm Đạo Chi vội thanh minh, làm gì có? Hàm Mộng tiên tử đại giá quang lâm, chi mạch của ta đương nhiên là vô cùng vinh hạnh rồi, làm gì có chuyện không hoan nghênh. Miệng thì cười nhưng hắn lại nghĩ, nói thực, quả thực không hoan nghênh lắm. Dù gì Hàm Mộng cũng là môn đồ của Á Thánh Hàm Cửu Di, trước đó cũng biết La Thiên Hành biết tử khí thần đạo, vốn dĩ nghĩ trước khi cô ấy đến, giới thiệu la thiên hành cho phù đảo nhưng bây giờ chuyện náo loạn giữa hàm diệu và chúng ta có mâu thuẫn lớn như thế sợ là không thể giới thiệu hắn theo con đường bình thường được còn không bằng thuận nước đẩy thuyền bán cho hàm cửu di một nhân tình không chừng cô ấy còn tranh giành chút lợi ích cho chúng ta bên phía nhà mình hàm mộng thản nhiên nói nghĩ chắc các ngươi cũng đã đoán được rồi lần này ta đến là vì một tên là la thiên hành sau khi cửu di nghe nói đến liền phái ta dẫn hắn đến phù đảo hàm đạo chi liền nói không hồ là hàm cửu di nhãn quang thật lợi hại la thiên hành quả thực là một kỳ tài cho dù là trong con cháu của phù đảo chúng ta cũng khó mà có được hàm diệu hư lạnh hừ hàm cửu di trước giờ chỉ cần đệ tử có thể tu luyện tử khí thần đạo tiểu tử này không phải là tử cực âm thể sao có thể được hàm cửu di nhắm chúng quả thực là khôi hài hàm đạo chi cười phá lên ha 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 la thiên hành ngươi thi triển cho những kẻ ếch ngồi đáy giếng này xem la chính cũng đồng ý thế là hắn xòe bàn tay ra tử khí trên đó cháy lên sau đó biến thành một con chim to lớn con chim này ngửa cổ kêu chip một cái hàm diệu nhìn thấy cũng chỉ biết hừ lạnh sau đó cắp đít bỏ đi hàm mộng xác nhận từ khí hóa vật đã điều khiển được thuần thục như này rồi vậy mà còn chưa từng ngưng kết thần cách thật sự là một tiểu tử kỳ lạ đặc biệt xem ra giữa các ngươi và hàm diệu có xung đột gì đó nếu không thì sợ là hàm thiên phủ các ngươi cũng không dễ dàng để tên tiểu tử này ra đây hàm đạo chi lại nói không nhắc đến hắn nữa hàm mộng tiên tử xa xôi ngàn dặm đến nhánh này một chuyến chúng ta đương nhiên là phải chờ đãi rồi hàm mộng nhìn sang la chính rồi nói trong các môn đồ mà sư tôn thu nhận bốn phần là nữ tử chỉ có hai ba nam tử không ngờ được lần này lại có thêm một tiểu sư đệ rồi la chính hỏi lại cần bái sư Hàm mộng lại hỏi sao không nguyện ý cô ta thầm nghĩ bái sư cửu di là một con đường tắt không tệ cho rất nhiều chân thần nhưng tiểu tử này hình như hàm cửu di lại là a thánh đại danh lừng lẫy trong thần vực địa vị trong hàm gia phù đảo chỉ đứng sau thánh hoàng thậm chí còn dự định có một phù đảo riêng la chính liền cung kính nói xin lỗi ta đã có sư phụ rồi hàm mộng khen ngợi ta rất thưởng thức sự thành thật và kiên trì của ngươi có điều bái nhập dưới môn hạ của sư tôn cũng chưa chắc đã được thu nhận làm môn đồ. Hơn nữa muốn trở thành môn đồ của sư tôn cũng không dễ dàng thế. Đến lúc đó sư tôn có thu nhận ngươi không còn không chắc. La chính cũng hiểu ra, thì ra là thế. Vậy ta theo ngươi đến đó. La chính lại nghĩ đến phù đảo trước rồi nói chuyển cảnh ngày hôm sau hàm đạo chi cùng đám hàm mạnh ra tiễn. La chính lại nghĩ may mà chi mạch hàm gia đã tạo ra cho ta thân phận xác thực hơn. Cho dù người ngoài có cha thế nào thì đều không có sơ hở gì cũng coi như là giải quyết được một phiền phức. Bên này Hàm Mộng lấy một bông hoa màu tím ra rồi nói với La Chính, "Theo ta đến đây." La Chính đồng ý, thế là hai đứa đứng lên bông hoa, sau đó vào một cái không gian thay đổi, La Chính đã đứng trên một đồng cỏ xanh tươi. La Chính ngơ ngác nhìn xung quanh, Hàm Mộng quảng cáo, "Đóa hoa này được tạo ra dựa vào tử khí thần đạo, có không gian khổng lồ, trước khi chúng ta đến phù đảo, ngươi có thể tùy ý hoạt động trong này." La Chính đương nhiên là đồng ý, hắn ngồi xuống tu luyện và nghĩ, khoảng thời gian này, mình thử diễn luyện thần đạo trong vô lượng xích là được. Không lâu sau đó, Hàm Mộng thông báo, La Thiên Hành, chúng ta đến rồi hoa sen lúc này đã hiện ra trên bờ biển la chính và hàm mộng xuống bờ cát nhìn vào bãi biển trước mặt la chính thắc mắc biển đây lẽ nào là thời gian hải đẹp quá hàm mộng xác nhận không sai thấy la chính tiến về phía trước hàm mộng liền hỏi ngươi làm gì thế la chính trả lời ta muốn đến gần hơn để nhìn nước biển trong lòng hắn lại nghĩ không biết tại sao mình thấy biển thời gian này trong lòng liền có một cảm giác thuộc về mãnh liệt giống như là mình đến từ hải dương này vậy hàm mộng nhắc nhở biển thời gian mặc dù đẹp nhưng có thể chết người đấy đừng nói là ngươi cho dù là ta rơi vào trong biển thời gian cũng không có khả năng may mắn thoát được ngươi xem lúc nước biển đang sao động hóa thành những mảnh vỡ nhiều màu sắc thực ra những thứ này không hề đẹp như những gì nhìn thấy trên bề mặt chúng không phải là một loại vật chất nào mà là mảnh vỡ thời gian thái cổ trung cổ tất cả mọi thứ trong mỗi một thần kỷ nguyên đều được biển thời gian ghi chép lại hóa thành mảnh vỡ vô lượng số tụ tập ở đây bất kỳ ai chạm vào một mảnh vỡ thì sẽ rơi vào một thời đại nào đó la chính ngạc nhiên cũng chính là nói thông qua biển thời gian ta có thể xuyên đến bất kỳ một thời đại nào trong thần vực hàm mộng xác nhận trên lý thuyết thì là như thế nhưng đây đều là mảnh vỡ thời gian không phải là thông đạo thời gian hoàn chỉnh lúc ngươi rơi vào trong biển bản thân ngươi cũng sẽ bị phân thành vô số mảnh rơi vào những năm tháng không giống nhau vì thế thời khắc ngươi rơi vào cũng có nghĩa là cái chết la chính thắc mắc nếu đã như thế tại sao nhiều hào môn lại xây dựng phù đảo ở nơi nguy hiểm như này hàm mộng trả lời bởi vì thống ngự thạch bản ở đây la chính thẩm mỹ thống ngự thạch bản có liên quan gì đến những hào môn này bên trên bờ biển có một chiếc thuyền đang tiến lại hàm mộng lên tiếng gọi thuyền ra đến đây la chính ngơ ngác hàm mộng này nói bất kỳ ai rơi vào trong biển thời gian đều sẽ bị xé thành mảnh vụn tại sao lại có thuyền có thể đi lại trên biển thời gian này lão già lại cười nhạt hê hey, cách thì lúc nào cũng có thể nghĩ ra được nghĩ chắc là nguyên liệu làm ra thuyền này cực kỳ đặc biệt ở một mức độ nào đó có thể ngăn cách được pháp tắc thời gian trong biển thời gian này theo ta được biết thuyền này đến từ một chủng tộc cực kỳ thần bí tên là nhật mang tộc tất cả thần dân của chủng tộc này đều chưa từng mở mắt nhìn thế giới toàn bộ đều là người mù đời đời kiếp kiếp bọn họ đều đưa đỏ ở trên biển thời gian này la chính cũng hiểu ra thì ra là thế chiếc thuyền tiến lại tên lái thuyền lại hỏi là hàm mộng tiên tử cần qua biển sao Hàm mộng xác nhận đúng thế tên trèo thuyền liền nói mời lên thuyền đi Hàm mộng cũng bay lên khi chân cô ta đặt xuống thuyền la chính cũng xuống theo tên lái thuyền lại hỏi hàm mộng tiên tử còn dẫn thêm một người nữa Hàm mộng xác nhận ừm, tính hai người là được rồi tên lái thuyền im lặng một hồi Hàm mộng ngạc nhiên hỏi sao thế tên lái thuyền đột nhiên mở mắt hai mắt hắn sáng rực sau đó hướng ánh mặt về phía la chính như thể đang nhìn hắn vậy tên này nói với la chính ta sẽ không đưa ngươi qua ngươi xuống đi hàm mộng ngạc nhiên hỏi có ý gì tên lái thuyền trả lời không có gì dù gì ta cũng không thể đưa hắn qua hàm mộng tỏ ra không vui hàm ra chúng ta mỗi năm đều giao đủ thần võ tệ cho nhật mang tộc các ngươi hôm nay ta có chuyện gấp cần đến phù đảo người lại không nguyện ý đưa đỏ tên này trả lời không phải không nguyện ý chỉ là biển thời gian rất hung hiểm vì thế nhật mang tộc chúng ta có rất nhiều cấm kỵ hàm mộng tiên tử chắc cũng rõ la chính thắc mắc cấm kỵ à cực ác lão nhân xác nhận đúng biển thời gian chính là biển chết chóc bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ bị xé toạc vì thế cực kỳ hung hiểm nhật mang tộc cũng định ra quy tắc có rất nhiều lúc không thể qua biển được một là tử ngọ không qua hai là bão táp không qua ba là lang thiên tức là ngày mặt trời bị hành tinh khác che không qua lang thiên là lễ tết long trọng của họ sẽ không ra biển đưa đỏ tiếp nữa là trên thuyền có người mà người đưa đò sợ cũng sẽ không cho qua đây gọi là sợ hãi cấm kỵ hàm mộng thắc mắc bây giờ không phải là lúc tử ngọ thời tiết nắng giáo cũng không phải là lăng thiên tại sao lại không để hắn qua người kia trả lời bởi vì ta sợ hắn hàm mộng ngạc nhiên hỏi sợ hãi cấm kỵ la thiên hành chỉ là một võ giả chính thần thôi ngươi sợ hắn cái gì người kia lại nói ta chính là sợ hắn khí tức của hắn không đúng nhưng ta có thể gọi ca ca và phụ thân qua đây có thể họ không sợ hắn hàm mộng cũng đồng ý được nếu đã như thế chúng ta đợi một khắc sau đó có hai chiếc thuyền nữa xuất hiện có một tên lực lưỡng và một ông già hai người này rất nhanh đã chèo thuyền về đây sau đó ba người bắt đầu trao đổi với nhau la chính thắc mắc cũng không biết ba người bọn họ đang nói gì tại sao lại sợ mình một lát sau ba người nhìn về phía la chính lão già vẫy tay nói ngươi lên thuyền nhỏ của ta ta chở ngươi qua nhưng sau khi chở ngươi thì không thể chở người khác được nữa hàm mộng nói với la chính đi đi chúng ta gặp nhau ở phủ đảo la chính cũng đồng ý được sau đó hắn nhảy lên thuyền của ông già nhìn ông già trèo thuyền trên biển la chính nhận định trong sóng biển có sức mạnh pháp tắc thời gian mãnh liệt quả nhiên là mảnh vỡ thời gian hơn nữa giống như cực ác lão nhân đã nói thuyền và mái chèo đều được làm từ nguyên liệu đặc biệt trên mái chèo có ánh sáng màu xanh dịu nhẹ lưu chuyển quanh đáy thuyền thuyền này mới có thể di động trên biển đi được một quãng la chính liền hỏi vừa rồi con trai ngươi nói rất sợ ta vì thế mới không muốn chờ ta không biết hắn sợ ta cái gì lão già trả lời bởi vì khí tức của ngươi rất giống với đế hận một loại hải quái cực kỳ cường đại trong biển thời gian la chính thắc mắc hải quái ngươi nói trong biển thời gian vẫn còn có sinh linh tồn tại lão già xác nhận đương nhiên không thì ngươi tưởng rằng nhật mang tộc chúng ta chinh phục mảnh hải vực này như nào thuyền nhỏ của chúng ta còn có một đôi mái trèo này từ đâu mà có chúng đều lấy từ những sinh linh ở trong biển thời gian cặp mái trèo xương cốt này lấy từ xương cuộc sống của quỷ du ngư mà thuyền này lại dùng da của nghìn diện long ngư bọc một lớp dưới đáy thuyền nhưng cho dù là sinh linh như nào đều rất sợ đế hận hải quái này một khi tiến hành săn bắt trong biển thời gian thì sinh linh dưới thánh nhân căn bản không có khả năng sống sót được cho dù là thánh nhân cũng không làm gì được nó la chính lại hỏi trên người ta có khí tức của đế hận sao có thể được ta còn chưa từng thấy sinh vật này lão già trả lời chỉ là rất giống mà thôi con trai ta trẻ tuổi cũng chưa từng gặp đế hận vì thế chỉ từ chối dựa vào cảm giác nhưng ta đã từng nhìn thấy một cánh tay của đế hận ở thần kỳ nguyên trước đây la chính cũng xác nhận thì ra là thế lão già lại trấn an có điều ngươi không cần lo lắng ta không sợ ta còn hy vọng ngày lang thiên ngươi có thể đến tộc ta làm khách đấy la chính vui vẻ đồng ý được chứ ta cũng rất có hứng thú đối với nhật mang tộc các người sau đó hắn ngáp một cái thật dài oáp hắn thắc mắc kỳ lạ quá sao ta lại buồn ngủ lão già giải thích du ngoạn trên biển thời gian rất nhiều người sẽ mất đi lực phán đoán với thời gian mặc dù chúng ta mới chỉ trải qua một canh giờ trên biển nhưng cơ thể của ngươi lại cảm thấy đã trôi qua lâu lắm rồi ngươi có thể thả lỏng ngủ một giấc la chính đương nhiên đồng ý thế là hắn đi làm một giấc thời gian trôi đi con thuyền vẫn đi trên mặt biển mái chiều vẫn khui nhẹ nhẹ la chính mở mắt ra hỏi đến rồi sao nhìn những đảo nổi trên trời la chính thắc mắc đây chính là phù đảo cực ác lão nhân cũng nói chắc là thế lão phu sinh thời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bên này hàm mộng đã nói với la chính la thiên hành ngươi cũng đến rồi lão già trèo thuyền lại nói đợi đến ngày lang thiên nếu như ngươi nguyện ý tham gia thịnh hội của tộc ta chỉ cần đợi ở đây là được hàm mộng cũng ngạc nhiên có phải vừa rồi ta nghe nhầm không lão nhân của nhật mang tộc này lại mời ngươi tham gia thịnh hội ngày lang thiên la chính ngơ ngác hỏi ừm sao thế hàm mộng chán nản nói thật không biết trên người tiểu tử ngươi rốt cuộc có bí mật gì vậy mà lại được mời đến thịnh hội thịnh hội lang thiên trước đây bọn họ đều mời những nhân vật cấp tộc trưởng của các hào môn hoặc là đại viên mãn hoặc á thánh ví dụ hàm cửu di la chính lại nghĩ lúc ông ấy mời mình mình vẫn chưa biết tưởng là chỉ mời cho có lệ vậy thôi thế là hắn cũng đần mặt ra nói thế à hàm mộng khoát tay nói chúng ta đi thôi bệ đá từ dưới mặt biển cứ thế bay lên trên trời đi ngang qua một cái đảo ở trên nhìn vào bảng hiệu trên đó la chính hỏi lưu gia hàm mộng liền giải thích Ừm, Lưu gia hiện giờ là hào môn phù đảo có xếp hạng thấp nhất, Lưu gia đã từng là hào môn lớn nằm trong top 10, nhưng sáu thần kỷ nguyên trước, Lưu gia xuất hiện biến cố cực lớn, bây giờ rơi vào bước đường này, thậm chí có nguy cơ bị rớt khỏi hào môn. La Chính cũng hiểu ra, thì ra là thế, cho dù là hào môn đỉnh phong trong thần vực, cũng không phải là có thể kê cao gối ngủ ngon. Tiếp theo là hòn đảo khác, Tạ gia, hào môn phù đảo xếp thứ hai từ dưới lên ở biển thời gian, Tạ gia được liệt vào phù đảo đã được 100 thần kỷ nguyên, nhưng Tạ gia vẫn luôn xếp hạng thứ hai từ dưới lên không có tăng lên cũng không giảm xuống hai người tiếp tục bay lên kế đến là một cái hòn đảo có vẻ vắng vẻ la chính nhìn vết đổ nát thì hỏi đây là tịch ra hay là mộng ra phù đảo này làm sao thế hình như bị người ta làm khuyết một phần hàm mộng trả lời đều không phải đây là la gia la gia cũng đã từng là hào môn lớn nằm trong 10 hào môn đứng đầu nhưng bây giờ đã bị diệt rồi cứ cách một khoảng thời gian xếp hạng phù đảo sẽ bị hạ cấp trên hoang đảo này đã không có người nữa rồi xếp hạng sẽ luôn giảm xuống có lẽ không lâu nữa đâu Hoang đảo của La gia sẽ chìm xuống biển thời gian, biến mất hoàn toàn. La Chính cũng ngẩn người hỏi, "La gia?" Cực Ác lão nhân liền hỏi, "Đây chính là phù đảo của cha ngươi sao?" La Chính trả lời, mặc dù đã biết từ sớm, cảnh ngộ của phụ thân không ổn, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy tình trạng thảm hại của phù đảo La gia, Hàm Mộng đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, ngươi cũng họ La, chắc không phải người của La gia chứ?" La Chính vẫn nhìn về La gia phù đảo rồi trả lời, "La gia, đương nhiên không phải, chỉ là ta cũng họ La, nhìn thấy một gia tộc cùng họ lại rơi vào bước đường này, trong lòng có chút cảm khái, Hàm Mộng lại nói, "Nói cũng đúng, nếu như ngươi là con cháu của La gia, không thể nào không biết được chuyện đã xảy ra trên phù đảo này." La Chính liền hỏi, "Trên phù đảo này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại rơi vào bước đường này?" Hàm Mộng giải thích, "Đây chính là sự trừng phạt của thống ngự Thạch Bản, dáng thần lôi bí luyện xuống phù đảo, đã rửa tội một lượt toàn bộ phù đảo này." La Chính lại hỏi, "Vậy, La gia đã làm chuyện gì mà lại có thể khiến thần lôi thống ngự Thạch Bản trừng phạt?" Hàm Mộng trả lời, "Việc này liên quan đến sự đấu đá giữa những thánh nhân." những chân thần như chúng ta đương nhiên là không biết rõ chỉ biết là la tiêu hình như phản bội lại chúng thánh đường nhưng động cơ và lý do thì lúc đó lại không công bố la chính im lặng một chút rồi nói thì ra là thế bên trên bầu trời những bệ đá không ngừng di chuyển giao thông có vẻ tấp nập la chính nhìn ra phía xa đột nhiên có một tên cười lớn ha 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 la chính cũng ngẩn người nhìn qua chỉ thấy một tên khó ưa hắn thầm nghĩ tần thiên trạch à ban đầu lúc ở thần luyện cấm địa vì tranh giành đài tu luyện chân nguyên sử mặt mà đánh nhau với hắn lúc đó hắn để đánh bại được mình còn dùng đại hùng nguyện thuật sao lại tần thiên trạch đi ngang qua la chính hắn lập tức liếc mắt nhìn qua tên bên cạnh liền hỏi hắn sao thế ngươi biết người đó sao nhìn chằm chằm hắn làm gì tần thiên trạch trả lời không quen chỉ là tên đó cho ta cảm giác rất kỳ lạ cứ cảm thấy khí tức đó đã xuất hiện ở đâu rồi nhưng lại không nhớ được hàm mộng quay sang hỏi la chính người quen cũ của ngươi hà la chính gãi đầu gãi tai trả lời a à, ta không biết hắn chỉ là đang thấy kỳ lạ sao hắn cứ nhìn ta hàm mộng giải thích đó là công tử tần gia nghe nói là bị thương khi tranh đấu với người khác ở thần luyện cấm địa hơn nữa còn cực kỳ ngu xuẩn mà phát đại hùng nguyện thuật nghe nói tiểu tử làm hắn bị thương còn là một sinh linh thứ cấp ở một trong một vòng trời nào đó bây giờ ngay cả thánh nhân của tần gia cũng không tìm được la chính ngạc nhiên hỏi nếu công tử tần gia này có thể vào thần luyện cấm địa thì ban đầu chắc là chính thần võ giả nhỉ hắn phát đại hùng nguyện thuật không có hoàn nguyện thì làm sao đột phá giới chủ cảnh bước vào chân thần cảnh thế hàm mộng trả lời cấm chế của đại hùng nguyện thuật không ai có thể tránh được Tần Thiên Trạch này coi như là một nhân vật quan trọng trong bối phận trẻ tuổi của Tần gia, thánh hoàng của Tần gia đích thân ra tay, chắn hùng nguyện cấm chế cho hắn, nhưng cũng chỉ là cách thức tạm thời, muốn giải trừ thì cần phải tìm được sinh linh thứ cấp đó. La Chính lại nói, thua một sinh linh thứ cấp, xem ra rất khó tìm được. Sau đó hắn nghĩ, cũng may mà thánh nhân Tần gia đã tạm thời chắn nếu không thì hùng nguyện cấm chế rồi, cho dù là dịch dung hắn cũng có thể nhận ra mình. Thông qua hùng nguyện cấm chế, hai người đến một phù đảo, Hàm Mộng thông báo, Hàm gia, chúng ta đến rồi. Hai người bắt đầu hạ cánh, La Chính bước theo Hàm Mộng, cô ta nói với La Chính, ngươi là vì tử cực âm thể mới vào phù đảo Hàm Gia, vì thế ta dẫn ngươi đến tử hồn điện trước. La Chính vội nói, nhưng ta vẫn chưa có tử cực âm thể. Hàm Mộng trả lời, ta biết, có điều đối với ta, ngươi có thể tu luyện tử cực thần đạo thì chắc chắn có tử cực âm thể. La Chính hết cách cũng phải đồng ý, được rồi, thế rồi cả hai cùng nhau đến tử hồn điện, nhìn thấy La Chính, một nữ nhân hao háo như mèo thấy mỡ, cô ta reo lên, các tỷ muội, mau đến xem xem Mộng Tỷ tỷ tìm cho chúng ta một tiểu sư đệ, mấy chị em phụ nữ lập tức bu quanh. Thật sao? Có tiểu sư đệ rồi? Cái gì? Tiểu sư đệ? Trời ơi, Tử Hồn Điện bao nhiêu năm rồi chưa thu nhận đệ tử nam rồi. Ta không hề cảm nhận được khí tức của tử cực âm thể trên người hắn. Hắn thật sự có thể tu luyện tử cực thần đạo sao? Nhìn thấy cảnh này, Hàm Mộng liền nói, sư tôn quản giáo không nghiêm, những cô gái này trước giờ đều thế, ngươi từ từ làm quen là được. La Chính cũng cười khổ, ha ha, cái đó, ta chắc không phải là tiểu sư đệ gì đó nhỉ? Hàm Mộng lại đáp ngươi mặc dù vẫn chưa được thu nhận làm môn đồ nhưng vẫn xưng hô là tiểu sư đệ đệ tử nam trong tử hồn điện chúng ta rất được yêu thích thế là cả bọn lao vào sờ mó và trèo kéo La Chính tiểu sư đệ mau gọi tiền sư tỷ chỉ có một trường bào mặc giản dị quá sư tỷ thay cho ngươi một bộ đẹp hơn tiểu sư đệ cốt linh của ngươi chắc chưa đến một trăm nhỉ nhỏ như vậy hàm mộng thấy thế liền giải vây được rồi tiểu sư đệ vừa mới vào phủ đảo thuyền xe mệt mỏi bây giờ sắp xếp cho hắn đã các ngươi đừng làm ồn La Thiên Hành ta dẫn ngươi đến nơi ở La Chính vui vẻ đồng ý la chính cũng được ở trong một tòa nhà màu tím mộng mơ hắn ngồi một chỗ rồi nói với lão già nếu như nói thánh nhân đều có phù đảo riêng của mình sư phụ ta là thánh nhân chắc cũng có phù đảo một đường đến đây ta lại chưa nhìn thấy phù đảo của cố gia là tại sao lão già cười he he thế lực của bắc thánh gia tộc mặc dù không lớn nhưng con người cố bắc lại lợi hại mặc dù hắn chỉ nhận hai môn đồ nhưng đều là sự tồn tại đẳng cấp trong đại viên mãn vì thế xếp hạng của phù đảo cố gia chắc chắn bên trên cả hàm gia la chính cũng hiểu ra thì ra là thế có điều ta đến đây vẫn chưa biết được danh tính của hai vị sư huynh, lão già ngạc nhiên, ha, ngươi vậy mà lại không biết Tịnh Vô Huyền và Ngự Thần Phong. La chính cười khổ, he he, quả thực không biết, ta đã từng thấy nhị sư huynh ở trong tiên phủ chân tuyệt lộ, chỉ biết nhũ danh của hắn là Hàm An, không hề biết danh tính thật. Lão già lại giải thích, cô bác mặc dù phong thánh, nhưng con cháu của vị thánh nhân này lại không hưng vượng, người của Cố gia nhất mạch ít, nhưng hai môn đồ mà hắn thu nhận lại tương đối lợi hại, đặc biệt là Tịnh Vô Huyền, thấp thoáng có khả năng phong thánh, trên biển thời gian này có hai người này chiếu cố. He he cơ bản có thể tung hoành được rồi la chính lại nói hai vị sư huynh mặc dù lợi hại nhưng ta cần đối mặt với mục hải cực thậm chí là toàn bộ chúng thánh đường giai đoạn này ta tùy ý lộ diện họ e là cũng không bảo vệ được vẫn còn một chuyện cần hỏi ngươi thần võ tệ rốt cuộc có tác dụng gì ta nhớ ngươi nói nó có thể khống chế được toàn bộ thần vực lão già xác nhận ừm bởi vì nó có liên quan đến thống ngự thạch bản la chính ngạc nhiên hỏi thần võ tệ có liên quan đến thống ngự thạch bản lão già trả lời rất đơn giản cho dù là sửa đổi quy tắc của thống ngự thạch bản hay là viết quy tắc mới đều cần đến thần võ tệ vì mực nước dùng để viết được tạo thành sau khi mài thần võ tệ La Chính cũng ngạc nhiên hỏi dùng thần võ tệ làm thành mực thần võ thì có thể viết được quy tắc của toàn bộ thần vực trả trách thần võ tệ lại chân quý như vậy nói vậy thì các hào môn lớn cũng đều thu thập thần võ tệ lập ra những quy tắc có lợi cho gia tộc mình rồi La Chính đột nhiên hiểu ra không đúng nếu ta có đủ thần võ tệ viết một quy tắc trên thống ngự thạch bản khiến cho toàn bộ người của thần vực đều không thể ra tay với ta vậy hả trắng phải các thánh nhân đều không làm gì được ta sao? lão già lại ôm bụng cười ha ha ngươi thà rằng viết giết hết tất cả người trong chúng thánh đường thì thế giới này có phải là thanh tịnh rồi không viết quy tắc như vậy trên thạch bàn thống ngự thì số thần võ tệ phải tiêu hao là con số trên trời sợ là gom tất cả những thần võ tệ của tất cả các hào môn cũng không đủ la chính liền nói ta hiểu rồi những quy tắc không giống nhau thì số lượng thần võ tệ cần cũng không giống nhau vậy thần võ tệ có từ đâu thứ này không giống như khoáng vật cũng không giống như là đào được lão già trả lời thần võ tệ đến từ cấm địa cấm địa mới là tài nguyên quan trọng nhất của thần vực trong cấm địa ngoại trừ thần võ tệ còn có các loại trí bảo quý hiếm nguyên liệu hiếm gặp năm đó ta cũng là vì đục nước béo cỏ mới may mắn vào được hồn hoang có được rất nhiều võ thần tệ tương đương với ta nỗ lực mấy thần kỳ nguyên mà đây cũng là nguyên nhân ta khiến ngươi phải đến phù đảo bây giờ tất cả các lối vào cấm địa đều nằm trong tay các hào môn muốn có được càng nhiều tài nguyên trong cấm địa thì phải tranh giành ở phù đảo la chính cũng nhận định hiểu rồi bây giờ đã đến được phù đảo là lúc bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch rồi chuyển cảnh Thần vực cực đông tri địa có một số kẻ đang đứng ở trên mép vực. Chúng nó bắt đầu hỏi nhau. Cốt ngọc thần thành đâu? Toàn bộ thần thành đã sụp đổ rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tìm thấy giới luật thạch bản cai quản thần thành này có lẽ sẽ rõ. Một tên đột nhiên nhảy xuống, đồng bọn hắn ngăn cản. Đợi đã, quan sát thêm đã. Chúng ta bây giờ vẫn không biết sức mạnh gì khiến thần thành sụp đổ. Tên kia liền nói, không cần đâu, mau lên. Tên kia nghiến răng một cái, sau đó tặc lưỡi, chập. Thế là hắn cùng đồng bọn nhảy xuống theo. Tên kia nhắc nhở, thiên kiếm ngươi lần đầu chấp hành nhiệm vụ đã tùy tiện hành động không sợ bị xử phạt sao tên thiên kiếm này thực chất là hoa thiên mệnh trả lời không sợ sau đó cả bọn cũng hạ được xuống phía dưới một tên đe dọa thiên kiếm đợi về lỗ ra sẽ dạy ngươi một bài học nhưng mà hoa thiên mệnh đã chạy biến đi tên khác lại nói tiểu từ đó có hơi kỳ lạ chúng ta cũng đi theo xem sao đi hoa thiên mệnh dừng lại quan sát rồi nói có lẽ là phương hướng này sau đó lại nghĩ chúng sắp ra ngoài rồi phải nhanh chóng sau đó lấy một cây pháo sáng thắp lên hoa thiên mệnh quan sát một chút sau đó nhảy ra ngoài ở trong đống đổ nát có những con côn trùng bò ra hoa thiên mệnh chạy khắp nơi khắp trốn sau đó liền nghĩ dựa theo tính toán khoảng cách vừa rồi đây có lẽ là trung tâm thần thành rồi đột nhiên hoa thiên mệnh nhìn thấy cái gì đó thì ra là một tấm thạch bản hoa thiên mệnh chống đằng xà kiếm xuống đất một đạo lôi điện quấn quanh người hắn hắn cầm miếng thạch bản lên tìm thấy rồi đáng tiếc là thập giới thạch bản hoa thiên mệnh đưa thạch bản đưa lên miệng mà cạp bên ngoài những tiếng la hét không ngừng vang lên a à, một tên bị côn trùng bu lên người hắn lại kêu la a à, những tên còn lại rất nhanh đều bị đám côn trùng bao vây sau đó không còn sau đó nữa trong khi hoa thiên mệnh còn đang mải mê chén thạch bản thì một tên chạy vào tên này gọi thiên kiếm huynh đệ bên ngoài đều ngươi ngươi đang làm gì vậy hoa thiên mệnh trả lời thôn phệ thạch bản có muốn chút không tên kia hoảng hồn hỏi người rốt cuộc là ai hoa thiên mệnh trả lời ta là ai không quan trọng dù sao các ngươi cũng không về được nữa thế là hắn lại tiếp tục cắn nuốt thạch bản tên kia đã bị côn trùng bu lên người sau đó biến thành một vũng máu thịt bầy nhầy hoa thiên mệnh ăn xong thì quẹt mỏ sau đó lạnh nhạt nói từ đại cục mà nói các ngươi các ngươi cũng là hy sinh vì cái thuyền nát này hoa thiên mệnh nhặt pháo sáng lên sau đó bước đi đột nhiên có tiếng truyền tới cứu cứu ta hoa thiên mệnh liền hỏi ai hắn chỉ thấy một cái lỗ nhỏ bên một góc tường hoa thiên mệnh vung tay đập vỡ bức tường gạch đá rơi xuống bên trong có một tiểu cô nương hoa thiên mệnh thắc mắc một đứa trẻ có thể tránh được cảm chi của ta nó là dùng liễm tức thuật cao dai hay là có liễm tức pháp bảo đặc biệt cô bé nói với hoa thiên mệnh cứu ta với cầu xin ngươi Hoa Thiên Mệnh lại nghĩ, quần áo nhếch nhác trên người nó, có lẽ là trí bảo hiếm có, người này rốt cuộc là? Hoa Thiên Mệnh hỏi lại, ngươi nhìn thấy rồi? Cô bé im lặng một lúc rồi nói, không, ta không thấy gì cả. Hoa Thiên Mệnh nói với cô bé, ngươi nói dối, ta không cứu nổi ngươi, tạm biệt. Hoa Thiên Mệnh quay người rời đi, cô bé gào lên, Hoắc đại sư chết rồi, giản hộ vệ cũng chết rồi, ta cũng sẽ chết. Cô bé lại nghĩ, ta không muốn chết đâu, thật sự phải chết ở đây sao? Lúc này, ánh sáng xanh hiện lên, chiếu vào trong bức tường sụp đổ cô bé ngạc nhiên nhìn lên chỉ thấy hoa thiên mệnh chìa tay ra cô bé lại hỏi ngươi ngươi cứu ta hao thiên mệnh hỏi lại ngươi không muốn sống cô bé buồn bã trả lời nhưng ta nhìn thấy rồi nhìn thấy ngươi đang thôn phệ giới luật thạch bản hoa thiên mệnh bế cô bé lên và nói lần này ngươi rất thành thực giữ chặt lấy thế là hắn nhảy vọt đi trong đống đổ nát hoa thiên mệnh hỏi cô bé ngươi tên gì cô bé trả lời đông phương mênh thanh hoa thiên mệnh hỏi tiếp là người đông phương ra bản ra hay chi mạch cô bé đáp chi mạch hoa thiên mệnh dừng lại bên đống đổ nát sau đó giơ kiếm lên hắn thầm nghĩ tuy trước đó cảm thấy cô ta có lẽ là đại tiểu thư không ngờ là người đông phương gia nếu là vậy cô bé ngạc nhiên hỏi vì ta là người đông phương gia cho nên ngươi muốn giết ta phải không hoa thiên mệnh lạnh lùng xác nhận đúng cô bé lại nói ta không biết đông phương gia có thủ oán gì với ngươi nhưng ta thể với tâm ma tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với ngươi cả ta sẽ không phản kháng cũng không tiết lộ bí mật của ngươi ta có thể theo ngươi giúp ngươi được không nhìn vào ánh mắt trong veo của cô bé hoa thiên mệnh trầm ngâm một lúc rồi thở dài cô lập tâm ma thể đi cô bé đồng ý được hoa thiên mệnh dặn dò chuyện ta thôn phệ thạch bản đây không phải lần đầu cũng không phải lần cuối lần sau gặp nguy hiểm ta sẽ không cứu cô cô quản bản thân cho tốt đông phương nghênh thanh đáp ứng được sau đó lại hỏi ngươi là thông qua thôn phệ thạch bản để tu luyện sao thật không ngờ cái này ăn được sao hoa thiên mệnh lại nghĩ tiểu thư đông phương ra trì mạch đưa cô ta đi cùng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu sau đó hai người tiếp tục lên đường chuyển cảnh hôm sau tử hồn điện tuyệt mộng các la chính được dẫn đến đây chúng ta đến rồi một người dặn dò lát nữa nguyệt anh bà bà có chuyện phân phó các người biết tính khí của bà ấy mọi người trật tự chút nghe xong lập tức ai cũng nghệt mặt ra la chính thắc mắc kỳ lạ những nữ tử này sao sợ hãi vậy hôm qua hàm mộng còn nói tử hồn điện ngoài hàm cửu di ra thì không phân chi tôn quý bỉ hèn gì nguyệt anh bà bà này là sao sau đó nguyệt anh bà bà bước vào bà ta đến chỗ la chính rồi hỏi ngươi chính là người sư tôn chỉ điểm tại sao từ trên người ngươi không cảm nhận được khí tức của tử cực âm thể la chính đáp la mẫu vốn không phải từ cực âm thể bà già lại hỏi không phải từ cực âm thể vậy tại sao sư tôn lại gọi ngươi đến tử hồn điện la chính đáp vì la mẫu cũng có thể tu luyện tử khí thần đạo nguyệt anh bà bà lại nói để ta xem la chính vung tay ra một cỗ tử khí được xuất ra con mắt đen thui của nguyệt anh bà bà sáng lên rồi nói ừm tuy lão thân không hiểu sao ngươi làm được ngươi đã vào tử hồn điện thì coi như là một thành viên trong tử hồn điện bọn ta cầm lấy nói rồi ném một cái ngọc bài cho la chính và nói đây là minh bài của hàm gia ở hàm gia phù đảo làm gì cũng không rời khỏi được minh bài này đừng làm mất la chính cung kính đáp được cảm ơn nguyệt anh bà bà liếc nhìn đám đệ tử bên dưới rồi lớn tiếng thông báo ba người đứng cuối cùng tháng này đứng ra mấy đứa xếp hàng rồi cầu xin nguyệt anh bà bà tha cho bọn ta đúng vậy bọn ta tháng sau nhất định sẽ ra khỏi ba người cuối cùng nguyệt anh bà bà lấy roi ra chơi và quát quy tắc là quy tắc các ngươi nói gì với ta cũng vô dụng ngọn roi vung lên lập tức đánh cho mấy đứa kia bầm dập đứa nào đứa đấy đều bị roi quất cho rách cả ra chảy cả máu những tiếng kêu đau đớn liên tục vang lên a a ha la chính cũng ngu mẹ nó người đây ba người đứng cuối cùng tháng này đứng ra ba người đứng cuối là chỉ cái gì là bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ nào đó sao sau đó ba đứa kia cũng được ăn no đòn nguyệt anh bà bà lại nói đem đan dược lên một nữ nhân đem ba viên thuốc lên nguyệt anh bà bà lại hạ lệnh các người nút huyết cơ đan vào mà trị thượng ba đứa kia đần mặt ra la chính liền thắc mắc ba nữ tử này rõ ràng đã bị thương lại không chịu nuốt đan dược chuyện gì vậy cực ác lão nhưng cũng nói lão thái bà này thủ đoạn lợi hại huyết cơ đan là thánh được trị thương công hiệu cực tốt hơn nữa cũng nâng cao cường độ cơ thể bọn họ nhưng đan dược này nuốt vào đau khổ tột cùng thông thường là để trừng phạt những người bên dưới thực lực không tồi nhưng không nghe lời ba đứa này miễn cưỡng bỏ đan dược vào miệng cắn nuốt sau đó tất cả đều la hét thảm thiết a a ha a a ha nguyệt anh bà bà nhìn thấy mặt không cảm xúc sau đó quay sang hỏi la chính la thiên hành ngươi có biết sao ba người bọn họ bị phạt không la chính trả lời tại hạ không biết Nguyệt Anh bà bà giải thích, theo quy tắc của phù đảo, tất cả người vào phù đảo từ đại viên mãn đến chứng thần võ giả, mỗi tháng đều tiến hành ít nhất 3 trận tỷ đấu trong chúng thần ngọc bích, mà quy định của tử hồn điện chúng ta, ba người đứng cuối mỗi tháng trên ngọc bích thì phải chịu trừng phạt. La Chính lại đần mặt ra hỏi, tỷ đấu trong chúng thần ngọc bích, chúng thần ngọc bích là cái gì? Nguyệt Anh bà bà quay đi và nói, ngươi nhanh thôi sẽ biết, tất cả đi theo ta. La Chính hỏi đồng bọn, cực ác lão nhân, ông nghe nói đến chúng thần ngọc bích chưa? Lão già trả lời, từng nghe nói, nhưng không hiểu lắm hình như này có thể quyết định xếp hạng phù đảo nhưng cụ thể như nào thì không rõ la chính lại hỏi quyết định xếp hạng phù đảo đây không phải ván cờ giữa các thánh nhân sao nếu chúng thần ngọc bích có thể quyết định xếp hạng phù đảo sao còn để bọn ta tham gia vào trong đó lão già chắn nản đáp sao ta biết được xem xem rồi tính la chính đi theo đến một tấm bia to tổ bố nguyệt anh bà bà đến đây thì dừng lại sau đó bắt pháp quyết rồi đặt tay vào trên tấm bia chỉ thấy trên tấm bia chi chi chữ phải nói là đọc cho lòi mắt ra cũng không hết la chính cùng đồng bọn ngước mắt nhìn lên lão già lẩm bẩm phương hận thiếu đường văn mục huyết dung thiên ma đây đều là những nhân vật nhất đẳng trong thần vực la chính nhìn lên thấy mấy cái tên vũ thái bạch đông phương ngự tịnh vô huyền ngự thần phong hạp tư tùng trường tích phương hằng la chính lại nói ta nhìn thấy tên của các sư huynh ta lẽ nào chúng thần ngọc bích chỉ là một danh sách xếp hạng thực lực sao lão già liền đáp không đơn giản như vậy ta thấy mấy tên ẩn bên dưới ngọc bích kia có một số cái tên đang không ngừng thay đổi vị trí nó có lẽ là ghi chép thực lực đẳng cấp của mỗi người mỗi lúc nhưng thực lực này đo lường thế nào ta không biết đánh nhau sao nguyệt anh bà bà quay lại nói sư tôn nói thiên tài hàm thiên phủ đặc biệt đề xuất không cần tử hồn điện khảo hạch nhưng ta có chút nghi ngờ đối với sự tự tin của sư tôn nếu ngươi đến đối thủ cơ bản nhất cũng không đánh bại được ta sẽ bẩm báo với sư tôn đuổi ngươi ra khỏi hàm gia phủ đảo la chính nhún vai nói nhưng ta di đâu tìm đối thủ nguyệt anh bà bà lại nói đối thủ của ngươi thực sự quá nhiều trong chúng thần ngọc bích này ngươi có thể tùy ý tìm đối thủ cho mình la chính ngạc nhiên hỏi đi tìm thế nào bà già kia nói: "Đặt ngọc bài trước đó ta đưa ngươi lên ngọc bích là được." La Chính cũng làm theo, đặt ngọc bài lên ngọc bích, thông tin hiện ra, La Thiên Hành, số lần thi đấu không, điểm không. La Chính thắc mắc, ánh sáng này có hơi quen thuộc, lúc đó khi vào mộng huyễn chiến trường, chính là bị ánh sáng này bao trùm, hừng, veo cái đã bị một luồng sáng kéo đi, sau đó hắn biến mất. La Chính đứng trước một khoảng rộng lớn, hắn liền than thở: "Quả nhiên là vậy, tác dụng của ngọc bích này giống với ánh sáng trong mộng huyễn chiến trường, bức xạ tất cả võ giả đến một nơi hư huyễn." tiến hành thi đấu cái gọi là xếp hạng chính là ra từ đó không biết đối thủ đầu tiên gặp phải là ai cảm ơn các bạn đã xem nếu thấy hay thì hãy để lại cho chúng mình một like và một bình luận để nhanh ra tập tiếp theo nha và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều bye bye